Hey, chào tất cả các bạn nha, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh mình ha. Hôm nay có con máy nén khí các bạn, nén khí khí nén. Nói chung là quay chia sẻ đến tất cả các bạn cùng xem. Thì con này thích hợp cho anh em nào mà sử dụng để đi công trình mà thổi đường á, thổi đường hoặc là anh em đi tàu, đi bè, đi xà lan gì đó mà cần một con máy khí nén để sử dụng. Thì con này thì rất là phù hợp cho anh em. Thì kích thước của nó thì khoảng dài khoảng 1,5 m anh em. 1,5 m, bề ngang nó khoảng 6 tấc ha. Cao nó khoảng 8 tấc ha. Đó. Con này thì của Emen nha anh em, Emen. Thì con này là một con máy khí nén cách âm. Thì đây, cái nắp nó đây thì mình mở ra mục đích là mình quay cái máy bên trong cho anh em xem ha, nên mình không gắn lại tại con này nó bắt ba con ốc là chết ha. Bắt ốc ba con ốc chết bên đây. Còn bên kia á, bên kia thì nó mở ra được, đây mở ra cho anh em xem ha. Mình sẽ cho anh em xem cái máy xong xuôi hết rồi mình sẽ cho nổ thử và chạy thử, test áp thử cho anh em ha. Con này đang chạy máy dầu nha anh em, nó đang chạy con máy Yanma nha anh em. Đây, máy bên trong thì rất là đẹp luôn ha. Mình vệ sinh sạch sẽ hết trơn rồi ha, rất là đẹp luôn nha anh em. Đây cái máy khí nén nó đây, cục này cục khí nén, còn cục máy này cục máy Yanma nha anh em. Máy Yanma nè, đẹp sạch đẹp cực kỳ luôn ha, long lanh luôn ha. Đây là cái hệ thống giải nhiệt đó thôi, là cái quạt với cái cán nước nằm đây thôi, bình dầu nữa đó ha. Anh em thấy máy móc nè, đó ngon lành hết nha anh em. Để anh quay qua bển cho xem cái nữa rồi mình test thử. Đây nó có để thông tin gì nè đó. Rồi anh em led nó thì hơi mờ nha anh em, để mình đọc sơ sơ cho anh em thấy nè. Model nè, BDS 70S ha, của Emen nha anh em. Đó, cái này là mấy cái thông số nó thôi, còn cái cân nặng của con này là 515 kg đó, tổng trọng lượng 515 kg. Cái con mắt dầu nó đây, cái con này máy khí nén này chạy dầu nha anh em. Đó, con mắt dầu ở đây giống như nó trục vít vậy đó anh em, cũng giống vậy thôi nhưng mà chạy động cơ thôi đó. Thì đây đây là một cái đồng hồ báo giờ chạy nha anh em, còn đây là cái đồng hồ áp ha, rồi đề nút đề thôi. Còn hai cái họng ga trực tiếp, cái họng ga xả cho anh em thôi. Thì bình này bình dầu, cái nước bên kia bình dầu bên đây nha anh em. Đó, thì cái máy đây, gọi đèn để em quay cái máy này cho anh em xem cái ha. Máy rất là đẹp luôn nha anh em, mình vệ sinh sạch sẽ hết rồi, chạy cũng đề nhẹ cái chạy thôi đó. Anh em thấy máy không, máy đẹp lắm nè. Cái nem led máy trên đây nè, để em quay vô cho anh em thêm cái nem led đó. Cái này của thằng đây đó, Yanma 3TN, nó hơi ngược nha anh em, đọc ngược rồi đó ha. Đó, máy của Yanma nha anh em. Rồi, được rồi. Thì hiện tại mình không có lắp cái nắp này lại thì chạy chắc nó hơi ồn xíu. Đẩy cái nắp đó lại đi rồi mình chạy cho nó im im. Để mình đẩy nhẹ cái nắp này lại luôn, rớt ra văng ra không ta đó. Chạy mình test thử cho anh em xem, nghe cho nó. Tại cái này con này cách âm nha anh em, cách âm nguyên con luôn nè. Để lắp lại cho im im, cho chạy cho nó nghe cho nó sướng sướng cái tai anh em chứ. Để rồi thì không bắt ốc đó, gá sơ sơ không con ốc kìa, gá sơ sơ đi. Để mình gá sơ sơ lại chạy cho nó im anh em chứ, để chạy cái động cơ thì nó hơi ồn đó. Được rồi, nhẹ hơn được không, chạy lại đi ha. Con này thì thích hợp cho anh em nào mà đi thấy đường á, thổi đường rồi để đi ha, im ru nha anh em. Đó, đang chạy không tải ở đây ha, có người vẽ lấy người vẽ. Lần ra hai cái. Rồi được rồi. Ha. Phá lại cho áp đường rồi.
Đây nó chạy lên 7kg nó sẽ tự động chạy không tải nha anh em. Đó, nó lên 7kg nè, anh em thấy không? 7kg hơn luôn, 8kg luôn nha. Là nó sẽ chạy qua chế độ không tải nha anh em. Đó. Thì nó thực tế nó không có bình chứa ở đây. Anh em chạy anh em muốn mà qua bình chứa thì anh em gắn thêm bình chứa thôi, còn không thì nó chạy đầy 7kg nó sẽ chạy qua chế độ không tải ha. Còn nếu mà anh em xả mắc cót luôn á thì nó phải được 5-6kg nha, 5-6kg chạy xả mắc cót luôn nó hơi ồn nha anh em. Rồi chịu khó nghe. Đây. Rồi, chạy mắc cót là lên 4kg nha anh em. Còn bình thường nó đầy bình rồi nè. Nó đầy bình nó chạy chế độ không tải im ru nha, im rệm à. Đó. Ha. Rồi để rồi tắt máy đi rồi mình sẽ show cái thông tin của con này thì à. Cái lưu lượng khí của con này ra là 2 mét khối. 2000 lít trên phút nha anh em. Đây. Cái con này thì nó có hai dòng, một dòng là động cơ là Isuzu, một dòng là động cơ Yanma. Cái con này là dòng động cơ Yanma ha anh em. Đó. Để thông tin của con máy đây anh em. Mình có tra trên Google trên mạng đây thì nó ghi MN nè. Anh em thấy nè, MN 70S nè, specification nè, nó thôi thông tin chi tiết kỹ thuật đó. Thì để mình bấm vô cho anh em thì cái lưu lượng của nó là 2 mét khối. Ha. Đây anh em. Technical spec nè của BDS 70 của MN ha. Nè, flow nè, 2 mét khối trên phút là 2 mét khối trên 1 phút nha anh em, là 2000 lít trên phút nha. Đó. Cái áp maximum nó là 73. Đó, nó chạy 470 lon. Ủa, con này 475 kg nhưng con này động cơ của Yanma nó tới 510 mấy kg nha anh em. Đó. Ha. Thì 2 mét khối trên phút 2 mét khối trên 1 phút. Rồi gì? Áp maximum là 73. Đó, thì anh em nào có nhu cầu con máy này thì alo mình, giá rất là tình thương ha anh em. Giá tình thương ha. Để hồi mình sẽ báo giá chi tiết trên dưới cái comment mình luôn cho anh em dễ ha. Mình khi nào bán xong mình sẽ xóa cái giá đi ha. Đó, anh em lưu ý mình sẽ cho giá chi tiết trên cái phần mô tả luôn. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video. Chúc anh em một buổi chiều thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha.